Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series giới thiệu đội tuyển tham dự chung kết thế giới AWC 2018. Trong tập này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 3 tại giải đấu sắp tới. Đầu tiên là một đại diện mới toanh đến từ Nam Mỹ, một khu vực có nền liên quân mới phát triển. Đại diện của Nam Mỹ đến từ một tổ chức thể thao lớn tại khu vực Nam Mỹ, Latin Pen Gaming. Đây là năm đầu tiên khu vực này tham dự đấu trường quốc tế, nên đội tuyển này đã được chọn làm đại diện tham dự AWC 2018. Đội hình của đội tuyển Nam Mỹ bao gồm Takios đường kỳ công, JRK đường rồng, Lê đường giữa, Gray trợ thủ và Mid ở vị trí đi rừng. Đội hình của Nam Mỹ cũng khá hợp meta và được xây dựng xoay quanh xạ thủ đi rừng trong tay của Mid. Lối đánh của họ cũng khá hổ báo và máu lửa với những pha giao tranh dài hơi và trải đều xuyên suốt trận đấu. Một trong những điểm nhấn của đội tuyển này là anh chàng đi đường kinh công JRK với những pha cỏ quay vô cùng khó chịu khi cầm lưỡi bố và luôn đi để lẻ tạo nhiều áp lực cho đối phương. Đây sẽ là đại diện hứa hẹn mang sự máu lửa, cuồng nhiệt và hoang dã của văn hóa Nam Mỹ Latin vào phong cách đánh của họ. Cuối cùng là một đại diện đến từ một khu vực lớn khác, châu Âu. Đại diện của châu Âu là một đội tuyển vô địch giải đấu Valor Series với tên For The Team và là một đội tuyển tập hợp từ những người chơi có kỹ năng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức. Đội hình của châu Âu bao gồm các thành viên Suko đường giữa, Violet đi rừng, Simzo trợ thủ, Grisco đường rồng, Rex đường kinh công. Đội hình tuy chưa có nhiều những dấu ấn rõ nét, tuy nhiên có điều đặc biệt là anh chàng đi rừng Violet lại rất chuộng những con bài xạ thủ và đặc biệt là vị tướng mà anh ta đã đặt làm tên thi đấu. Ngoài ra, còn phải nói tới Suko, khi anh chàng này chơi đường giữa cực kỳ đột biến và là mắt xích nguy hiểm nhất từ phía châu Âu với những pha tỏa sáng ở những pha giao tranh then chốt của trận đấu. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất tại giải lần này là đội tuyển LSP Philippines vì không thể xin được visa nên đội tuyển Philippines được thay thế bằng đội tuyển Singapore. AWC 2018 sẽ khởi tranh tại Mỹ từ ngày 18 đến 28 tháng 7. Hãy đón xem và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam giành được những thành công trong giải đấu sắp tới.